hôm lên Sài Gòn. Ủa, em đi, em đi thu tiền góp hay vậy? Dạ, em đi, nói chung là em đi lên đây em đi chút vài lại mà, nhưng mà em lên đây em đi thăm chị hai em trước. Vậy hả? Rồi, dạ. Giống như đi thu tiền góp vậy. Dạ. Tìm cái vỏ đẹp quá vậy. Dạ, cái vỏ này em chị hôm qua mua 3 tỷ á. Mua 3 tỷ mua đâu vậy? Dạ, mua siêu thị điện máy á. Mua 3 tỷ vậy là chắc công đây là còn mở 5 tỷ trong đây phải không? Dạ, không, 5 tỷ đâu. Đâu có gì đâu anh. Chai dầu gió hiệu con chó. Dầu gió hiệu con chó hả? Dạ. Có luôn hả? Có. Ủa bà chị là sao? Dạ bà chị này á, hồi lúc trước á, em đi thi á, em nửa đêm nửa hôm á, em lên em không ai em hỏi đường đi qua cái chỗ thi á, chỗ đi chút bài á, rồi cái em gặp bà chị hai em với chị trò chuyện này kia gì đó anh. Rồi cái buông ra cái chị nói qua nói lại cái chị mời em ăn này kia rồi em trả tiền chứ không lấy. Thương em lắm, rồi cái em nhận chị làm chị nuôi. Không quen nuôi. Biết gì luôn hả? Dạ không quen biết gì luôn, chị này tốt bụng lắm. Chị có cùng quê hay gì không? Dạ không, em không biết chị luôn. Ờ, dạ. Hay vậy. Rồi mỗi lần lên Sài Gòn là vô ha, qua thăm dạ, chị. Dạ. Mỗi lần lên Sài Gòn là em ghé qua thăm chị. Anh chưa sáng nữa đâu, qua bển coi chị bán gì dạ. Mình mua nè. Dạ. Đi đi. Dạ. Đi lên Sài Gòn khác Cần Thơ không? Dạ, khác lắm anh ơi, xe đông quá anh ơi. Xe đông quá hả? Dạ. Sao thay xe đông đi qua tê à? Dạ. Dạng quá vậy. Lên Sài Gòn bao lâu, bao nhiêu lần rồi? Dạ, em lên Sài Gòn được có mấy lần mà em đi tè vậy đó. Vậy hả? Chị hai em hả? Dạ, bà chị nuôi em. Vậy? Rồi, bà chị hôm nay bà chị bán đất. Rồi, làm sẵn cho nó luôn hả? Làm sẵn để ra lấy thôi. Trời ơi, sao vậy trời? Thôi, hả? Chị bán đây lâu chưa? Lâu rồi, chị bán lâu rồi. Đây là bà chị hai của Tâm, là bạn ta hai Tâm kể là lúc trước lên Sài Gòn lúc đi thi là sao bị là ghé đây mua hả? Như hồi đó em lên em cũng không biết chị là ai, em hỏi đường thôi, chứ hỏi đường thôi. Là đi ngang đây ghé hả chị? Hỏi chị. Mà lúc đó chị làm đục vậy đó, rồi cái em hỏi chị, cái chị quay ra cái chị kêu em lại chỉ đường à, cái em trò chuyện. Trò chuyện hả? Trò chuyện. Dạ. Ủa chị sao mà chị cho mới gặp mà cho đồ ăn đó đồ tùm lum vậy? Tự vì chị thương rồi chị cho, chị thấy chị mến thì chị cho. À lúc đó nó thi nó chưa có gì trơn mà. Không, chị đâu có biết nó thi. Vậy hả? Lúc lỡ là chưa biết thi, giờ hỏi đi đâu chị tưởng lạc. Dạ. Rồi Tâm mới nói là ủa em hỏi người ta sợ em lường gạt, người ta không trả lời em. À. Mà sao giờ chị tin tưởng em mà giữa lúc này 3 giờ mấy mà chị dám trả lời với ba em. 3 mấy sáng hả chị? 3 giờ mấy chị sáng. Chị bán 3 mấy sáng hả? Rồi Tâm mới nói ủa chị không sợ em gạt hả? Có nói chị có gì đâu mà sợ em gạt. Dạ. À, chị nói vậy đó. Rồi chị nói chuyện ngẩn lát thì chị làm mì cho Tâm ăn rồi thôi. Ồ. Ừ. Sau này nó thi đậu nó có tiền thưởng, nó có ghé thăm chị không? Có ghé mà chị đi về nhà rồi. Ồ. Có kiếm chị mà chị bán đây lâu chưa? Chị bán đây cũng 10-20 năm có rồi chứ. Chị bán cái gì chị? Chị bán mì xào. Mì xào hả? Mì xào rồi với lại là ở đây địa chỉ là 38 Cách Mạng 28 ngay góc của Cách Mạng 28 với lại Võ Văn Tần hả chị? Đúng rồi em. Đó, đây là bà chị đã giúp đỡ Tâm lúc bận Tâm lên Sài Gòn thi nè. Mọi người có đi ngang đây ghé ủng hộ chị nha. Chị tên gì? Chị Nga. Chị Nga hả? Đúng rồi. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị 46 tuổi. Thì gia đình sao chị? À, chị có hai đứa con lớn rồi, đứa đại học năm 3, đứa lớp 11. Hai đứa con gái con trai hay sao chị? Trai, hai đứa con trai. Mỹ à. Của em nè. Rồi đi đi, chị này, tính với chị vui. Này có khách hàng đặt sẵn. Rồi cái này là mối á. Mối hả chị? Ờ, xào ăn ngon ăn quá, ăn kiền luôn á. Vậy hả, ăn 20 năm hả chị? Ờ, cỡ đó. Mà chưa có thấy tặng quà khuyến mãi gì hết trơn. Dạ, này ăn bao nhiêu người mà mua nhiều chị? 4-5 người. À. 5, ở đó 5-6 người vậy lận. Sáng trễ vậy chị? Hả? Chứ đi mắc bán mà, giờ dạ. Mới bắt đầu ăn. Dạ, cảm ơn chị. Bán ngon lắm á, có tiếng dạ. Luôn á. Thôi, có tiếng luôn á. Đó, mọi người nhớ lá ủng hộ chị nha. Thương bà lắm hả? Dạ em thương lắm. Lần nào em lên Sài Gòn em cũng ghé thăm chị cái rồi em mới đi đặng. Chị kết nghĩa luôn. Dạ chị kết nghĩa. Ở đây có tốn mặt bằng gì không chị? Không, ở đây người ta thương chị, người ta cho chị bán. Cho chị bán hả? Nhà chị ở đâu? Nhà chị Tú Khúc Hôn á. Khúc Hôn mà đẩy lên đây bán hả? Sáng không, hồi đó chị ở đây. Hồi đó nhà chị ở quận 3 này. Mà nhưng mà dễ tỏ. Ba chị mới mua nhà với Khúc Hôn. Dạ. Rồi bắt đầu mình cái chỗ này bán mấy chục năm rồi mà giải tỏa nay cũng 10 năm rồi.
Dạ. Chứ mình lạ là đây bán đâu ai cho. Ăn đi, ăn thử cảm nhận ngon không để mọi người sắp tới ủng hộ chị coi. Ăn rồi đâu có chỗ ngồi đâu mà, ngồi đi về quán đi. Mình ngồi đi. Rồi nhìn thấy hương ha, hai chị em. Ông xã chị làm gì chị? Xã chị xây dựng. À là làm hồ hả chị? Đúng rồi. À. Giờ chị dẹp hay dẹp hay dẹp hả chị? Dạ. Mà mỗi lần cho nó vậy không có lấy tiền gì hết trơn á? Không. Hỏi thương quá ha. Tự vì chị thấy thương rồi chị lên hỏi đường chị, rồi chị thấy thương rồi chị cho thôi. Giống con trai mình vậy hả chị? Đúng rồi. Con chị nay cũng học năm 3. Dạ. Một đứa lớp 11 rồi. Dạ. Ốp la, ốp la chấm bánh mì hả? Dạ. Đây đi. Ồ, ngon quá ha. Cái này béo lắm, ăn ngon lắm. Ăn này bổ luôn, bởi vậy mà ăn riết em mập như nè. Ngon không? Ngon rồi. Cái bà chị em làm là ngon. Có bún xào á, bún xào chắc ngon á. Dạ. Bánh mì ốp la thì chắc nó giống nhau. Bữa nay chị em bán hết sớm. À. Dạ. Hết sớm hả? Giờ 10 rưỡi, 9 rưỡi là hết sớm hả? Dạ. Còn hết trễ là như 12 giờ hả? Dạ. Mỗi lần lên là gọi chị trước hay sao? À, ghé ghé đây luôn hả? Dạ, em núp lùm mà em chạy lại cái em kêu chị cái bà thấy em liền hả? Là có bánh mì với lại bún xào ăn liền. Dạ, mì xào cũng ngon á. Mì xào cũng ngon á. Chị còn kêu em á. Phần nào của anh, phần này dạ, của anh phải không? Dạ, phần nào của anh á. Thôi em ăn đi, em ăn trước dạ. Đi. À, chị còn kêu em á, chừng nữa cưng có cưới vợ á, cưng về á. Chị chỉ cưng lại cái nghề này cưng là cho vợ cưng làm đặng nuôi cưng vậy hả? Ừ, kêu còn chỉ nghề em luôn á. Ờ, thương em lắm. Ờ, có nhiều người thương em vậy không? Dạ, dạ cũng ít lắm mà nói chung là tùy theo người anh ơi. Ờ. Em có mấy người chị có nghĩa như vậy? Dạ em có hai người chị. À, mà chị Nga với ai nữa? Chị Nga với chị hai lúc trước em quen trên mạng á, em mến chị lắm mà em chưa có dịp gặp chị nữa. À. Chị hai của em, chị hai kia là chị hai Lê Quỳnh. À. Phần này vậy nhiêu chị? Phần này vậy nhiêu chị? 2 trứng với bánh mì 14.000 cơ. 14.000 hả? Ừ. Rồi, 2 trứng với một cái bánh mì. Ừ, ngày chị bán nhiều không? Ngày chị bán nó 20 bổ thôi. 20 bổ còn bún xào là nhiêu? Nhưng mà mì xào thì 18.000, bò với trứng. À, bò với trứng luôn. Ừ. Bò với cái trứng luôn á. Đúng rồi. 18.000 à. Ôi ôi. Ngày bán được mấy hộp chị, nhiều không chị? Chị bán ngày 5 bịch mì. Là nuôi vợ này mà nuôi con học hả chị? Đúng rồi. Chị bán vậy chị sống chị nuôi 2 đứa con. Bao nhiêu năm gì, bao nhiêu lâu rồi chị? Bán này hả? Dạ. Hơn 20 năm à. Ôi. Bán chỗ tại chỗ này luôn. Đúng rồi. Một chỗ luôn á. Ừ. Trời đất ơi. Đó, chị bán ở ngoài đường, ở ngoài lề. Dạ. Nhưng mà công an đuổi chị. Dạ. Chị chạy hoài thì cái chị, mấy chị trong đây là thấy thương. Cái này là nhà của người ta luôn á. Đúng rồi. Rồi người ta dạ, thấy thương quá, ta kêu lên lề này bán thì công an không có gì nữa. Dạ. Rồi cho chị lên đây chị bán. Thi thức anh hài đi chị. Hả? Thi thức anh hài đi. Trời em đang cám của anh đó. Hả? Chị vậy cho em cho chị vô gồng ghi hình luôn. Đâu? Đi chuyên lắm á. Hả? Hả? Thi đi. Chị biết gì đâu Thi. Thì lên em vừa hướng dẫn bài cho Thi. Thi xong cái đậu cái mình bán bánh mì nó đắt hơn. Trời đất. Thôi. Sẽ có điều kiện mình nuôi cho bán, con cái bán được ít ít vậy nuôi con chị nó thành tài được rồi. Em đi làm ngăn đây hoài à. Dạ hả? Dạ. Thằng lớn đâu biết này, thằng lớn chị này nó cũng học năm 3 rồi, chuẩn bị ra trường. Dạ học gì chị? Công nghệ. Dạ tới tới thằng nhỏ chị là nay nó lớp 11 rồi. Dạ. Thằng lớn ra tới thằng nhỏ vô. Rồi dạ. Rồi mốt hơi gán đi rồi mốt con nó lớn nó làm nó nuôi mình lại. Ừ, chị cũng không mong con chị nuôi mà miễn nó nên người nó ăn học được rồi. Dạ. Đừng có bậy bạ được chị, rồi. Chị còn có lo cho con chị còn có chị rồi lo, tâm nó có mình nó còn đẹp đó. Đó vậy mà chị thấy chị thương đó chứ. Dạ. Thấy gì thương ảnh lắm.
Không, chị thấy này nó màu đen không, giống như là nó đi thu hụi vậy, nó gom hụi vậy. Mặc mang cặp thì cặp polo nè, áo áo ra đi đá tự được không, vẫn giữ không, chơi đồ hiệu rồi. Nay đầu bớt vàng rồi ha. Dạ. Mà đen quá. Em dân nắng dữ lắm hả? À? Dạ, trời nắng quá trời luôn. Dạ. Ở dưới em lặn xong mà, có ngày em lặn xong mà lặn hết đưa mặt lên trời hoài à. Bởi vì dân nắng và mưa hoài. Rồi gắng làm. Cuộc sống mà. Chị kêu em đi đâu làm mà em có lên thành phố là em gặp bà chị của em à. À. Chị kêu Thi đi đậu 150 dạ. triệu về dưới mở quán đi. Dạ. Và điện lên đây cho kỳ chị. Này em bố trí cho bạn lên đây, em bố trí chỗ ở với lại phụ tiền ăn cho bạn, để bạn ở lại em chúc bài cho bạn, để bạn gán Thi vô, tại khán giả cũng thích bạn lắm, thích tâm lắm đó, thiệt tình đó. Nhiều á, dạ. Chị nói lấy được tiền á rồi dạ. đi mở về dưới đi kiếm vợ mở quán rồi lên kiếm đây vợ đi cái nghề cho chị dưới bán. Dạ. Để sống. Dạ. Ngon quá vậy à. Rồi giờ chị dọn dẹp sao chị? Giờ đó chị dẹp, chị đi gửi xe người ta. Gửi cho nhà người ta. Gửi nhà người ta. Rồi sáng mình nấu nó một đoàn hóc môn chở lên đây. Đúng rồi, chị làm nhà hết, chị chở lên, chị chỉ dọn ra thôi. Chị mua kìa. Không có, chị lấy tiền chứng. Tiền chứng à. Chị lấy trứng mối luôn hả? Lấy trứng mối, tao lại tao giao cho chị. Chị giao cho chị bao nhiêu năm rồi chị? À. Giao trứng bao lâu rồi? Chục năm. Chục năm. Lấy tao tại năm nay là 15 năm á. Ồ, 15 năm, vậy là đối tác làm ăn lâu dài rồi. Để tao bỗng dứng kè ông nội. Hả? Nhà chị đâu? Trời ơi, ngoài xa lắm à. Ở ngoài Bắc hả chị? Chị vô đây lâu chưa chị? Năm 2001. Ồ, vậy là 17 năm rồi. Bán cho bà lại được 15 năm gì. Ồ, bán cho bà 15 năm rồi. Sao chị giờ cuộc sống hai chị, nếu mà sao, tính từ ngày đầu quen tới giờ tới hôm nay là đỡ hơn chưa? Ui, đừng sắp cái tói rồi. Hai chị thi tấm hài đi. Hôm nay nghỉ bao nhiêu? Hôm nay em lấy có 8. 8? Dạ nhung vậy đi. Thiệt lẻ nhiều quá ha. Nếu như mày tính đi đi. Đúng rồi đi. No chưa? Dạ no ạ. Vậy là dưỡng bụng để đi thi rồi phải không? Thi đậu nhớ ghé cảm ơn bà chị nha. Dạ. Sau này đám cưới phải nhờ mời bà. Dạ. Nếu mà không có ai đứng ra để làm chủ hôn cho mình thì nhờ chị nha. Dạ. Thấy thương coi, ảnh vậy đó, anh thấy mình thương. Coi như người mẹ của mình vậy đó, chị dạ. cũng như mẹ vậy thôi. Lớn hơn con chị có nhiêu tuổi đâu. Dạ. Bữa nay 26 mà con chị này nó 21, 22 tuổi rồi. Dạ. Thì đó, mà nhìn, mình nhìn em với chị cũng có nét giống. Bộ. Cũng cái kiểu mình lao động mà chị. Đúng rồi. Có quả. Đúng dạ. rồi. Nên thôi người mình nhìn nó khóc hả? Hả? Khóc hả? Cái cay. Xúc động dữ vậy? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp nó quá. Nghe nhắc tới mẹ nó khóc chị. Ở để em mở cái cửa hàng Phương Dừa đi, để em bán rồi chờ sẽ mời chị yên tâm vô bán. Buôn bán kiếm tiền, kiếm mặt bằng. Khán giả ủng hộ mình. À. Đó, làm cái gì đó, có quán gì đó. Đợi chị qua gần bên em á, bên công ty á. Buổi trưa bán trái cây đồ cũng ngon đó, chị bán có buổi hả? Ờ chị bán giờ thì chị dẹp rồi. Buổi chiều chị qua bên em đi, chị làm trái cây á, chị bỏ vô thùng trái cây chị bán trái cây á. Ở đâu? Ở bên Bình Thạnh á. Ở bên đó mấy bạn đông lắm, chị qua đi bán đi, em nói mấy đứa nhân viên nó xuống mua cho chị. Bên Phan Xích Long á hả? Bên Bình Thạnh, bên Hoàng Hoa Thám á chị. À. Buổi chiều mà chị bán đó ngon lắm á, bán trái cây có cô đó cô bán ngon lắm. Rồi em thấy bán trái cây á. Thôi để người ta bán đi, mình vô. Không, mình nhiều người lắm. Ta tội nghiệp. Đâu đó, thì cổ bán đầu này, chị bán đầu kia. Ờ, cái tưởng vô dành của người ta. Đâu có dành gì ta. Đâu. Dạ. Ở đây chị bán nói chung ra, chị bán thì ai lợi ăn với tỷ người ta quên tiền. Người ta nói thôi để đi em chồng đã lấy, cứ em cứ xách đi. Bữa nào cứ có đi ngang thì hãy trả chị. À. Chứ đừng có bạn ngại mà ngày mai ghé không có thuận đường đi. Dạ. Em cứ đi đi. Còn ta đi
xong rồi vài bữa nó cũng trả lời lời trả mình. Dạ, trả tiền lại cho mình. Ra trả. Nhưng mà tự vì mình đưa người ta thật lòng thì người ta lợi ta trả cho mình thật lòng. Dạ. Chứ mình đừng. Cái này là mua đó. Đi không chứ đâu ngồi đây ăn được hả chị? Đúng rồi, của chị bưng đi không mà. Dạ. Lát cho em số điện thoại nha. Sao giờ thăm bà chị xong ăn no giờ vô thi được chưa? Có cần bà chị động viên lời nào nữa không? Thì đó, chị cũng chúc tâm nha, đi coi thi cho tốt đi, rồi lấy tiền về. Coi nãy nãy Tâm nói với chị là mua miếng đất nhỏ nhỏ để xây cái chòi lên ở, gán ở kiếm lập gia đình để người ta nuôi tựa, người ta lo cho mình. Chứ để ở mình hoài có gì cũng ai lo, nhớ không? Dạ. Nhớ có tiền đi rồi có mũ mở muốn bán mì xào giống chị thì điện lên chị chỉ cho bán. Dạ. Nhớ không? Dạ. Chị hai em thương lắm. Bởi vì em coi chị hai em như chị ruột em vậy đó. À. Là bởi vì dưới ngoài em phải chị con gái dám chị gả cho em luôn á. À. Miễn giỏi là được rồi. À. Chịu làm ăn là được hết vậy. Ừ, đây hai thằng trai. Sáng Tâm thấy con chị mà phải không? Dạ. Con chị có phụ chị gì không? Con chị nó đi học. Dạ. Sáng 7 giờ là học rồi. Dạ. Học tới 1 giờ mới về. Dạ. Còn nhỏ chị thì nó học 12 giờ 45 tới 5 giờ. Dạ. Dạ. Chị buôn bán nha. À, giờ em vô em chúc bài. Rồi. Dạ. Chị cảm ơn em để dạ. cho em chúc bài cho Tâm để nó giỏi vắng lên. Để dạ mọi người sáng đi làm ngang Cách mạng 8 với lại giỏi ăn tầng nè. Chị ở ngay 58 Cách mạng 8 ngay góc đối diện điện máy IDS gì đó Sài Gòn đó, ghé ủng hộ chị. Một phần ốp la có 14.000 à, phần mì xào có 18.000 à. Nhìn chị dễ thương quá. Mình chưa có ăn thử tại vì bữa nay chị hết bún xào rồi. Bữa khác ghé ăn ủng hộ chị. Bye bye chị nha. Rồi cảm ơn dạ. em, bye bye em. Thôi đi Tâm ơi. Rồi cảm ơn em. Đi chị ơi. Rồi đi. Mình chết thì vậy chị ơi. Thôi đi đi. Chưa ghé chị nha, ông có đau bụng rồi nè. Ủa đi. Giữ đi cây nào mà không có tiền xài nữa, đi ra đi. Rồi, thấy không? Đấy, em quên. Nó mua phần cho em nữa, em trả tiền của em. Không. Chị cũng không có lấy đâu. Lấy. Thôi. Lấy cho em vui. Không, chị không lấy. Chị không có lấy đâu.